từng mùa xuân trôi qua, mang theo tuổi trẻ của mẹ, mái tóc đen huyền của mẹ đã chuyển màu sương khói vì nắng mưa và những chuỗi ngày cực nhọc nặng trĩu trên đôi vai gầy của mẹ. Nhìn lại dĩ vãng, với thời gian trôi qua, tuổi trẻ vươn lên, tuổi già lùi lại. Tìm trên cát đỏ dấu chân, tuổi xuân của mẹ âm thầm sóng xô. Cuộc đời trăm mối tơ vầy, tuổi xuân mẹ đã lấp đầy mùa đông. Và cứ mỗi độ xuân sang, ngày con xa mẹ càng gần. Nhìn dáng hình mẹ để so sánh với cây cối thân thương trước sân nhà mới thấy. Lưng mẹ đã cong rồi, cau thì vẫn thẳng. Cau ngọn xanh rờn, mẹ đầu bạc trắng. Cau ngày càng cao, mẹ ngày càng thấp. Cau gần với trời, mẹ thì gần đất. Dù biết như thế, mỗi khi xuân về, con vẫn phải tin rằng mẹ đang còn trẻ. Mỗi lần xuân đến, mẹ thêm một tuổi mới. Và mỗi lần xuân mới, con mừng tuổi mẹ. Che chở đời con non nước nước non.
một nắng hai sương con cha nghĩa mẹ chưa thăng ngày cho con nên người yêu mẹ tình cha biển rộng mênh mông sao đông đưa tình mẹ mây trời lồng lộng đó xanh nổi tình cha nghĩa mẹ tình cha sáng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, người Việt Nam ta vốn nặng lòng với đạo hiếu, đạo lý, uống nước, nhớ nguồn. Bởi vậy, mỗi người thêm một tuổi là thêm sự tôn vinh, thêm sự kính trọng của gia đình, họ hàng và làng xóm. Việc chúc thọ là lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Kính già, trọng thọ là truyền thống đạo lý tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các con cháu với người cao tuổi. Cùng với việc chăm sóc và phụng dưỡng ông bà cha mẹ thường ngày, đó là đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Hôm nay, hòa chung trong không khí vui tươi của mùa xuân mới, cùng với lòng biết ơn sâu sắc của các con, các cháu đối với cụ bà. Ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2021, các con, các cháu vui mừng tổ chức lễ mừng thượng thọ cho cụ bà Đỗ Thị Xoáy tuổi 90. Và ngày hôm nay thì cũng rất vui mừng được chào đón sự hiện diện vô cùng đông đủ của quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các quý cùng cụ bà, cùng với các con, các cháu, các chắt của cụ đã tề tựu trở về đây dành những lời chúc tuyệt vời nhất tới cụ. Một lần nữa xin được dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng sự hiện diện của quý vị khách quý.
cùng với những lời chúc tuyệt vời nhất để dành tặng cho cụ là những món quà, những lẵng hoa tươi thắm. Và bây giờ đây thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Thông đại diện cho các anh chị em, các cháu, con bác, con bá, con dì, con cậu cùng với đại diện ở bên gia đình sẽ tiến về nơi sân khấu cùng với lẵng hoa là 90 bông hồng tượng trưng cho tuổi 90 của cụ, cùng với những lời chúc tuyệt vời nhất để dành cho cụ, chúc mừng cho lễ tượng thọ của cụ. Xin được trân trọng mời. Quý vị thân mến, mùa xuân là mùa của cây cối, đào hoa đua nở, mùa của vạn vật sinh ra mình. Và cũng cho cụ xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, bên nội, bên ngoại, cùng các cháu trong gia đình. Trước tiên cho mặt tôi được đại diện cho anh em ở bên ngoại, cô bá gì, cô cậu bá gì của bà, được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn gia đình đầu năm. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cũng như theo tập tục cổ truyền của dân tộc ta và được sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay gia đình tổ chức lễ mừng thọ thượng thọ cho bà tôi 90 tuổi, thì thay mặt cho anh em bên các anh em, cô cậu bá gì, các cháu của bà bên ngoại, xin chúc bà sống lâu trăm tuổi để làm chỗ dựa tinh thần cho các cháu, và xin các cháu cũng kết một lẵng hoa 90 bông hồng tượng trưng cho 90 mùa xuân rực rỡ để tặng bà. Và cuối cùng tôi xin một lần nữa xin chúc sức khỏe đến các cụ, các ông, các bà trong dịp đầu năm mới. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các anh, các chị, cô dì, chú bác cùng toàn thể các cháu thanh niên, uống nước nhớ nguồn là nét truyền thống văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Để nhớ công sinh thành, công dưỡng dục, hôm nay gia đình cô chú Na có tổ chức mừng thượng thọ cho thím tôi là bà Đỗ Thị Xoáy, thượng thọ tuổi 90. Thay mặt con cháu về phía bên nội, xin chúc bà sống lâu trăm tuổi, sống vui, sống khỏe. Chúc toàn thể gia đình ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin hết ạ. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các con, các cháu trong nhà, trong gia đình ạ. Cây cối trong hoa đua nở, mùa của bạn vẫn sinh sôi và cũng là mùa của sự động viên. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy rằng là các con, các cháu và các chất của cụ từ khắp nơi mọi miền tổ quốc đã đều trở về đây cùng với những lời chúc
chào cụ với một là cùng với thêm tuổi mới sẽ luôn luôn mạnh khỏe cùng với gia con gia cháu. Trước tiên tôi xin thân lên mặt gia đình chúc sức khỏe toàn thể các ông các bà cô dì chú bác cùng toàn thể anh em và các cháu bên đội ngoại của các quý vị theo truyền thống và phong tục cùng sự hiếu thảo của con cái với bố mẹ. Tôi là con trai của mẹ, có đôi lời phát biểu. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2001, gia đình chúng tôi có tổ chức lễ mừng thượng thọ cho mẹ tôi là Đỗ Thị Xoáy, thọ 90 tuổi. Gia đình đã mời và được đón nhận tình cảm toàn thể các ông bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các anh em nội ngoại cùng quý vị đến chia vui cùng và có những món quà ý nghĩa dành tặng cho mẹ tôi. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng và những món quà đầy ý nghĩa của toàn thể quý vị. Kính mời quý vị uống nước dùng tiệc chúc mừng lễ thượng thọ của mẹ tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn phần ý kiến phát biểu của ông Kha. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời bà Na. Thưa các ông, các bà, các bác cùng tất cả anh chị em trong gia đình bên nội bên ngoài, con là con gái lớn của cụ. Hôm nay là lễ mừng thọ của cụ là 90 tuổi. Trước tiên con chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, là cái tùng để chúng con nương nhờ. Hai là con xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác đã mất chút thời gian đến đây dự vui cùng với mẹ con và chúng con. Thì con không biết nói gì hơn, chỉ biết là gửi lời cảm ơn đến tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, của các anh, các chị luôn luôn mạnh khỏe và gia đình chúng ta lúc nào cũng đoàn kết tươi vui như ngày hôm nay với chúng con ạ. Xin được trân trọng cảm ơn phần ý kiến phát biểu của ông Khả và của bà La. Và các vị thân mến, một lần nữa thì ban tổ chức cũng xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của tất cả các vị khách quý, quý cô, của bà cùng với các con, các cháu và các cháu của cụ. Xin mời bà Sáu ạ. Đại diện cho bên gia đình Thông Gia sẽ tiến lên sân khấu để dành tặng món quà chúc mừng cho lễ thượng thọ của cụ. Xin được trân trọng kính mời cụ Ngạn ạ, với phần tình cảm của cô ạ. Xin được trân trọng kính mời cô tiến về nơi sân khấu để dành tặng món quà. Xin được trân trọng cảm ơn với phần tình cảm của cô ạ. Và chút nữa thì với những phần tình cảm, những món quà của quý vị khách quý sẽ tiếp tục cập nhật với ban tổ chức. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng lại để cùng dự với bữa cơm gia đình, nâng những ly bia, ly rượu, ly đồ uống, dành cho nhau những lời chúc một mùa xuân mới luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc và đạt thật nhiều hơn nữa những thành công trong cuộc sống. Và cùng chúc cho cụ sẽ luôn luôn thượng thọ, trường thọ cùng với các con, các cháu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lên phim thì thắc mắc và sao cũng có mặt mình.